ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những hình ảnh thông tin cập nhật chiếc Boeing 737-800 của China Eastern Airlines chở 132 người bị rơi, bốc cháy ở Quảng Tây. Nghệ An chuyển 7 con hổ Đông Dương cho Quảng Bình. Xe tải lùi trúng một F0 đi bộ trong hẻm, nạn nhân tử vong. Kẻ nghiện game đâm một người tử vong, một người nguy kịch đã treo cổ tự tử trên núi. Xe tải lao vào quán cà phê ven đường, nhiều người may mắn thoát nạn. Mê mẩn đường hoa kèn hồng ở miền Tây. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 22 tháng 3. Hôm nay, sau hơn 7 tháng được giải cứu từ một chuyên án, 7 con hổ Đông Dương được chuyển từ Nghệ An đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc. Số hổ này phát triển tốt, con nặng nhất là 64kg. 7 con hổ con từ 1 đến 1,5 tháng tuổi là tang vật của vụ án buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép mà Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp với SVDUC tiếp nhận từ Công an tỉnh Nghệ An vào ngày 1 tháng 8, 2021. Hiện tại sau hơn 7 tháng, các con hổ này đều khỏe mạnh, con nhỏ nhất 56kg, con lớn nhất 64kg. Trước đó, nhân viên chăm sóc đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển bằng phương pháp cho ăn trong lồng nhỏ, trong chuồng nuôi. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở chuồng trại để nuôi cách ly, kiểm dịch động vật cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ hổ, khẩu phần thức ăn cho hổ đảm bảo phù hợp với tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng của hổ và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Kinh phí chăm sóc 7 con hổ trong hơn 7 tháng qua là gần 900 triệu đồng, gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y. Thêm thông tin cập nhật liên quan học sinh là F1. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 22 tháng 3, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở và Sở Y tế đang tính toán để đề xuất cho học sinh là F1 đã tiêm vaccine COVID-19 được đi học trực tiếp. Trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng thực hiện việc cho học sinh F1 đi học trực tiếp. Tuy nhiên, sau này khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuân thủ và yêu cầu học sinh là F1 phải ở nhà cách ly 5 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và ở nhà 7 ngày nếu chưa tiêm vaccine COVID-19. Thời điểm này, Sở Giáo dục và Sở Y tế đang thảo luận và tính toán để có cơ sở đề xuất cho học sinh là F1 đi học trực tiếp cho phù hợp với tình hình thực tế. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã phát hiện gần 100.000 học sinh, giáo viên, nhân viên ở các trường học là F0, kéo theo đó là rất nhiều học sinh là F1 phải nghỉ học ở nhà. Trong đó có nhiều em liên tục bị xác định là F1 và liên tục phải nghỉ ở nhà. Con số thống kê mới nhất gây chú ý, cả nước đã chi tới 19.900 tỷ đồng nhập kit xét nghiệm COVID-19. Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết năm 2020, cả nước có 48 doanh nghiệp chi 3,71 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19. Năm 2021, số lượng doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm này tăng lên 166 đơn vị. Điều đáng quan tâm là tổng kim ngạch nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19 đạt 709,39 triệu đô la Mỹ, tăng tới hơn 191 lần so với năm 2020. Còn tính 2 tháng đầu năm nay, có 95 doanh nghiệp nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19, tổng trị giá nhập khẩu đạt 152 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tổng kim ngạch nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19 từ năm 2020 đến 2 tháng đầu năm nay là 865,1 triệu đô la Mỹ. Quy đổi theo tỷ giá đồng đô la Mỹ, tổng số tiền mà cả nước đã chi tới 19.900 tỷ đồng nhập khẩu mặt hàng này. Về thị trường nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19, chủ yếu các doanh nghiệp nhập sản phẩm này từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Tiếp theo là những hình ảnh mê mẩn với đường hoa trải đầy sắc hồng ở miền Tây. Đó là đoạn đường khoảng 1 km từ quốc lộ 1 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thời điểm này, những cây càng hồng đang vào mùa nở rộ rực rỡ. Em không nghĩ là quê hương của mình lại có một con đường hoa càng hồng đẹp đến mức độ như vậy. Em chỉ nghĩ là nó chỉ đẹp ở trên các phương tiện truyền thông thôi, chứ em không nghĩ là ở ngoài đẹp như vậy. Con đường hoa càng hồng ở huyện Châu Thành có khoảng 160 cây. Những ngày này, nơi đây thu hút hàng trăm lượt người đến tham quan chụp ảnh mỗi ngày. Càng hồng có xuất xứ từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng. Hoa có màu sắc tím tím phớt hồng, tựa như hoa anh đào. Mùa hoa thường nở rộ vào tháng 2, kéo dài cho đến khoảng tháng 6 hàng năm.
liên quan đến vụ án mạng làm một người chết, một người nguy kịch ở Yên Bái. Sau gần một ngày gây án, công an tỉnh này phát hiện Bùi Văn Đảng, nghi phạm, đã chết trong tư thế treo cổ tự tử trên núi. Trước đó, hàng trăm người được huy động để vây bắt nghi phạm này. Sau khi gây án, nghi phạm đã trốn lên núi cách nơi xảy ra án mạng khoảng 200m. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người truy bắt, nhưng do địa hình hiểm trở, nhiều hoang hốc nên không tìm thấy. Đến khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 22 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện Đảng chết trong tư thế treo cổ ở trên núi. Sau đó, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể Đảng xuống để bàn giao cho gia đình. Theo lãnh đạo xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Bùi Văn Đảng đã có vợ và hai con, làm nông. Tuy nhiên, nghi phạm nghiện chơi game, thích xem phim hành động, bạo lực. Trưa qua, người này bất ngờ cầm dao sát hại anh họ tử vong. Sau đó, truy sát tiếp một người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Đảng bỏ trốn khỏi hiện trường. Thêm vụ việc đau lòng tại Hải Phòng, con trai nguy kịch do bố có tiền sử bệnh thần kinh đập búa vào đầu. Sau án mạng, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố điều tra xử lý vụ việc. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 3, tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, xảy ra vụ việc anh P, 22 tuổi, đang ngủ tại nhà thì bị chính bố đẻ là ông Vũ Quốc Sĩ, 50 tuổi, dùng búa đánh liên tiếp vào đầu. Nhận được tin báo, Công an phường Thượng Lý và người dân nhanh chóng đưa anh P đến bệnh viện cấp cứu. Tại cơ quan công an, ông Sĩ khai do mâu thuẫn từ trước nên đã có kế hoạch sát hại con. Được biết, vợ chồng ông Sĩ có hai người con, anh P là con lớn trong gia đình. Ông Sĩ có tiền sử điều trị bệnh lý về thần kinh thuộc diện được hưởng trợ cấp tâm thần. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 22 tháng 3, xảy ra vụ tai nạn xe tải lùi trúng một F0 đi bộ trong hẻm, nạn nhân tử vong. Đến trưa cùng ngày, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm xong hiện trường, đang trích xuất camera để làm rõ vụ tai nạn này. Theo ghi nhận, xe tải đông lạnh dừng bỏ hàng trong hẻm 27, đường số 12, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Sau khi bỏ hàng xong, tài xế cho xe lùi lại, va chạm trúng với bà H, 78 tuổi, đang đi bộ phía sau. Va chạm làm cho cụ bà bị cuốn vào gầm. Nghe người dân hô hoán, tài xế dừng xe rồi cùng người dân kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Được biết bà H đang bị nhiễm Covid-19, do ở một mình nên sáng nay bà đi ra ngoài thì xảy ra tai nạn. Hôm nay tại Tiền Giang, một xe tải lao vào quán cà phê ven đường, nhiều người may mắn thoát được tai nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 3, tài xế Phạm Ngọc Tư, 31 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, lái xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến ngã ba đoạn giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, bất ngờ xảy ra va chạm xe tải do tài xế Nguyễn Văn Thuận, 32 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cầm lái, đang chạy cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm, chiếc xe tải của tài xế Tư tiếp tục lao vào lề đường, tông vào một xe máy của người dân đang dựng phía trước quán cà phê. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông vào cây bàn, làm cây này gãy, ngã đè sập một phần mái hiên của quán cà phê. May mắn lúc xảy ra tai nạn, nhiều người đang ngồi uống cà phê trong quán phát hiện nên nhanh chân bỏ chạy. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với những hình ảnh, thông tin cập nhật liên quan đến chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi, bốc cháy tại tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Vào chiều 21 tháng 3, chiếc máy bay này chở 132 người trên khoang. Hình ảnh từ video được truyền thông Trung Quốc chia sẻ cho thấy ví tiền, chứng minh thư, tờ giấy có chữ viết tay và nhiều đồ vật khác nằm rải rác tại hiện trường máy bay rơi. Gia đình của các hành khách và phi hành đoàn có mặt trên máy bay gặp nạn đã đến các sân bay ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với hy vọng nhận được tin tốt. Tuy nhiên đến nay, họ chỉ nhận được thông báo từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC rằng hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hãng tin Reuters ghi nhận cảnh nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp của các hành khách đã tập trung vào cuối ngày 21 tháng 3 tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu, điểm đến theo lịch trình của máy bay gặp nạn. Trong khi đó, sau khi liên tục tìm kiếm quanh hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã tìm được các mảnh vỡ của chiếc máy bay chở khách Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Tuy nhiên, đến trưa ngày 22 tháng 3 giờ Việt Nam, vẫn chưa có thông tin tìm thấy những người mất tích trên máy bay.
Thêm một cập nhật liên quan vụ rơi máy bay ở Quảng Tây, Trung Quốc. Trả lời Tuổi Trẻ Online trưa ngày 22 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin ban đầu, không có hành khách mang quốc tịch nước ngoài trên chuyến bay gặp nạn của hãng hàng không China Eastern. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về danh sách nạn nhân, bao gồm cả những người gặp nạn trên mặt đất và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Thông tin về một đạo chích cây quý hiếm tầm cỡ thế giới. Theo chính phủ Mỹ, người đàn ông Hàn Quốc 46 tuổi này là một kẻ buôn bán cây Drupneya farinosa quốc tế và là kẻ săn trộm cây cảnh khét tiếng nhất trên thế giới. Ông ta đã phải ngồi tù ở hai lục địa. Theo báo Guardian, lần này Byung-soo Kim xuất hiện trong buổi tuyên án trên Zoom từ nhà tù Santa Ana ở bang California, Mỹ. Kim đã nhận tội nhổ trộm hơn 3.700 cây mọng nước hoang dã từ các công viên bang California và xuất khẩu chúng sang Hàn Quốc. Tại Ấn Độ, hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy có hai người đàn ông đang đứng trên lề đường nói chuyện. Ngay sau đó, người đàn ông quay mặt ra ngoài, phát hiện thấy một chiếc xe buýt đang lao tới. Cả hai lập tức bỏ chạy, thoát được cú đâm trực diện của xe chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, chiếc xe buýt sau đó tông vào hai cột điện và dừng lại. Theo cảnh sát, chiếc xe buýt do một người đàn ông say rượu cầm lái. Sự việc xảy ra tại quận Rewari thuộc Haryana ở Ấn Độ. Hôm nay, những ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và cảnh báo về tia cực tím UV tiếp tục là những thông tin thời tiết người dân cần theo dõi để phòng tránh rủi ro, bảo vệ sức khỏe. Đêm nay 22 tháng 3, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng và ngày 23 tháng 3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay 22 tháng 3, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ C. Không chỉ chuyển rét, khu vực này còn có mưa, có nơi có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, kể cả nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cần chú ý. Cũng do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết vừa nêu, ở nhiều khu vực biển động, sóng cao, cần đề phòng để hạn chế rủi ro khi hoạt động trên biển. Thông tin thời tiết đáng chú ý tiếp theo là cảnh báo về tia cực tím UV. Trong ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh thành đều có giá trị cao đến rất cao, tương ứng với nguy cơ tác động đến cơ thể người ở mức rất cao. Còn trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số này tại các thành phố phía Bắc có xu hướng giảm về giá trị trung bình và nguy cơ tác động cũng giảm xuống mức trung bình. Trong khi đó, các khu vực từ Huế trở vào tiếp tục có giá trị UV cực đại rất cao, do vậy nguy cơ gây hại còn duy trì ở mức rất cao. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn và kênh YouTube fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.